Ok, hello mọi người nha. Mọi người thấy cái tóc mình nó kỳ không? Đó, vuốt vuốt lại nè. Cái lược mà cũng xài lược con gái nữa mới chơi. Đây, giới thiệu là lược màu hồng, chải siêu mượt, cách từng mm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ok, chuyện này mình sẽ nói về gọi là cái học kỳ 1, trời nó đau đầu của mình luôn. Bây giờ nó đã xong rồi đó. Thứ nhất là, đâu rồi? Để mình coi đây nè. Cái bút mình mới mua hồi đầu năm không? Đây. Không, 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 phải quảng cáo nha. Là YouTuber như CC quảng cáo cái gì rồi nè à, người ta kêu đây đây hai hai chục bút nè đó bây giờ nè còn đúng cây luôn á, tôi nói thiệt luôn á mọi người nè, hộp bút nè, đi kính thì không nói nha, cái này tôi bị cận thì đó, nhìn nhìn vô đeo vô đẹp trai không, thôi nhìn ghê lắm đó. Bây giờ hộp bút nè, bút đỏ này nhìn vậy thôi chứ như là hết mực rồi đó, đó hết mực rồi. Mua thêm cây này nữa nè, đó mới mua luôn, mới mua hôm qua luôn nha, mà viết cuối cùng không ra mực đó, giờ mờ mực đúng mờ luôn đó, là trong hộp bút này nè còn đúng cây 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 lúc nãy đó, cây này nè là đúng cây này thôi, mà trong hộp bút có 20 nha, mất mẹ 18 cây đi đâu hết rồi. Ở cái này đi lút được nè, đó mới đi lút nè. Bạn bạn nào trong lớp mình có coi được video này à, ai có cây bút này à, thì liên hệ vào mình Facebook mình rồi nhận lại nha. Đó, ok, đóng 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 bút lại. Rồi coi như cái hộp bút đã chả còn cái gì luôn đó. Tôi nghĩ sao? Mình cái vừa mới học đầu năm vô là đã thấy mất cây bút rồi, là thấy không vui rồi. Bởi vì chuyện học nó còn mệt nữa. Tưởng vật lý gì dễ, what the fuck định lý Archimedes tôi còn không hiểu cái giống quân đua gì nè. Đó mọi người nhìn nha, học kỳ 1 sách gì mới vô đây cho xem luôn, đứt hết mình vậy luôn, bởi vậy tốn tiền chi tiền ra mua cuốn sách mới, thấy chưa người thấy khổ chưa. Đây giờ giờ tôi trả mọi người cái này, để lấy cặp lên đó, cặp creeper đàng hoàng fan Minecraft đó. Đây mình sẽ kể về huyền thoại, về cái thôi các bạn đừng chú ý cho nó đó, sẽ kể về cái huyền thoại cái cây cái máy tính này, cái computer của mình. Đây đầu năm đúng không, năm kia kìa, cái đó là năm lớp 7 đó, mình xài cái máy tính là cái máy tính gì mà Casio 570 VN Plus Plus đó đúng rồi, mình xài đúng đường tuần mất mẹ về nhà ăn đồ tết đít nhở hoa hai cái đít luôn. Ở giờ xài thêm cái này đó, giờ từ 570 VVN nè, 570 VN Plus đó, góc bên này nè, anh hai mấy anh hai đó. Bây giờ xài còn không dám xài luôn, cái đó để nhà thôi, còn giờ xài 500 gì MS gì nè. Nó mệt ghê luôn á. Ở bây giờ nữa tới tới cái chuyện là YouTube nữa nè. Cái chuyện YouTube của mình á trong học kỳ này thì điếu là điếu ai xem nữa mọi người à. Thường thường thì đó, năm ngoái tháng 7 nè, cái con số của mình nó lên, mình điếu thì tin nó lên nhanh vãi ra. Đó nó lên tới 20.500 mấy. Đó bắt đầu thi học kỳ xong nha, thi học kỳ xong quên hết về luôn. Cuối cùng 3 tháng, không thể tháng 1 luôn rồi đó, 4 tháng rồi là 500 người đăng ký, thấy vui không? Nghĩ sao từ 400 mấy giờ lên mới 900 mấy giờ, cái lượng mà không nó bỏ đó. Bây giờ nè, cái mình thề luôn, cái năm này cái năm rất là nhỏ, hóa thì cái gì mà gì canxi cộng sắt ra Ca cộng Fe ra cà phê rồi Co cộng Ca ra coca gì mình cũng có hiểu cái gì luôn, nhưng mà hên là vẫn vẫn được học sinh giỏi đó mọi người ạ. Đó không là bị cấm chơi luôn rồi. Hay mình nói mình tí nè, cục rơm nha, mới mua cục rơm mới tinh luôn để dành thi học kỳ mà hay ngon lắm. Vô kia nói ê bạn 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 cho mình mượn cục rơm đi, chút mình trả rồi cuối cùng lúa đi về mình không quên, mình quên và ai ngu luôn ấy đó. Các bạn thấy nó nhỏ chưa, này còn cái này nữa, ôn đề văn ha, ông trúng tủ trời ơi, hên là mình chém được đó, không là mình chết nữa rồi. Còn toán nha, nghĩ sao các bạn, mình không tin luôn á, thằng này thằng lớp một cũng nó làm được nữa. Ta ghi đề bài hỏi x trừ 1 bằng 1 hỏi x bằng mấy, x bằng 0 vậy, tại vì x bằng 2 cái gì, x trừ 1 bằng 1 thì suy ra x bằng 1 cộng 1 thì suy ra x bằng 2. Mình nếu cho tin được mình ghi x bằng 1 là 1 trừ 1 bằng 1 đó mấy anh hai à,
mình yếu thì tên luôn rồi. Cuối cùng điểm toán cái môn mà mình gọi là môn mình hy vọng nhất, dưới mẹ luôn rồi. Bởi vậy hơn đó, hơn là vẫn học sinh giỏi nên 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 vẫn vẫn được quay đó anh em à, vẫn được lên máy chơi đó anh em à. Đây còn kích thước này nữa, rất là nhiều huyền thoại. Bởi vì trong học kỳ 1 này mà mình có rất là nhiều huyền thoại thì mọi người cũng biết rồi. Đây đây là cái cây thước nha, mình mua trong học kỳ luôn, đúng trong học kỳ 1 mình mua tầm ba cái này đó, mọi người tin không? Với lại một thêm thêm cây thước đo độ đó, mình đi mình xạo giống như gọi là phá cổ, giống như đầu năm vô. Trời ơi, hai cái bút nè, cái thước nè, cục gôm nè, cái bút chì nè, đó quá trời luôn, máy tính đồ nha, mất hết mẹ nó luôn, không biết ở đâu nữa. Và cái bút chì à, nãy giờ quên giới thiệu, bút chì là coi như nó đã mất rồi đó. Đó cái học kỳ 1 nó chỉ tóm gọn như vậy thôi đó. Bây giờ cũng đã qua năm mới rồi à, hôm nay là ngày bao nhiêu ta, để mình xem cái máy tính. À hôm nay là ngày 5 tháng 1 rồi à, nếu mà đăng video này lên là chắc cũng 5 tháng 1 rồi. Ừ. Hơi nhảm chứ đó, thì cũng qua năm mới rồi, mình xin chúc tất cả các bạn có một mùa năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, và nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ và quan tâm theo dõi mình nữa nhé. Và các bạn nếu các bạn có cái gọi là cái ý tưởng gì, cái idea đó, học tiếng Anh là phải biết vận dụng cho mấy anh hai đó, thì các bạn nhớ các bạn hãy cái comment đó. Comment là gì, mấy có mấy ông biết nói đại đi là bình luận đó, bình luận ở cái YouTube bé đó, cái mọi người bình luận vô giùm mình thử thách, tại vì mình gọi là đang cạn ý tưởng rồi, mình đang vắng ý là mấy cái tuần này được chơi tuần này đó, nhưng mà không có được nghỉ vẫn vẫn lên lớp học nha. Đó thì mọi người nhớ, mọi người vô, mọi người comment ủng hộ mình và chia sẻ clip để cái kênh mình nó phát triển với. Ok, và cũng video này chắc cũng đã dài rồi, 7 phút hơn rồi. Ok, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho chỉ cần một like và một subscribe, và đừng quên chia sẻ để mọi người biết thêm về cái channel của mình. Đó thì ai muốn chơi Liên Quân á thì hãy xuống click vào cái link channel của thằng bạn mình đó, nó nhờ mình quảng cáo hoài à, mệt ghê luôn đó. Ok, và nếu các bạn thích video này, còn nhớ 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 cái này nói rồi mà ta. Ok, tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.